Hôm nọ công bán giá 24. Giờ lên 10 ngàn nữa. 10 triệu một tấn. Nhưng mà công nọ cá to. Có hơn cá này. Công nọ quay cá không đều. Con to con bé. Mồi này 1 ly à? Bao này nó 400 không? Hơn 400 ạ. 400 rưỡi à? Ừ, 400 rưỡi. 30 bao nó 13 triệu mấy á. Bao 30 đạm. Ăn thua cái độ đạm nữa. 30 độ đạm. Bao cả ghiu hơn 400 rồi. Dạ, nó kê chứ. Trong cá nhỏ mà chết lâu dài quá hai ao sao nhau đi hai ao to bé lên ao cá tra giống 4 tấn mẫu 40 con một ký. Mỗi chiều ăn hết 3 bao, mỗi bao gần 400 rưỡi. Đạt 30%.